những đứa nào mà chơi cạnh bờ sông á ha, là ma da bắt. Cho nên á, tụi con á, đừng có bao giờ chơi cạnh bờ sông, nghe chưa? Dạ. Yeah. Ừ. Gia đình người ta khóc dữ lắm, bà ráng mà kiếm vớt cho bằng được. Nhung không có giận má, Nhung lo cho má. Ê, cái đường gì thấy ghê quá vậy mập? Trời ơi, cái gì đâu mà ghê, có tao ở đây rồi, tụi bay yên tâm đi. Già kéo đó, không phải hiểu chết không đâu. Còn nữa đó, mày với gia đình mày cẩn thận đó.